Anh em có thấy ai như anh em mình chưa? Cắn là luôn đi Thanh. Nè bên đây giấy nè, giao hát cửa gì vậy anh ơi, làm việc mình. Anh em hôm nay anh em mình đi cây này nha, chặt 7 và cây ná này của anh Châu nha anh em. Hôm nay mình đi khai ná cho anh Châu. Cây này dài 11 cm anh em, quỷ vương F2 của mình, đầu 19 anh em nha, đầu ná 19, ná dài 11 cm thôi, nó dài hơn mẫu mini chút xíu rồi. Giờ thì 11 giờ có còn nắng anh em, ngồi thì đúng anh em mình đi khoảng tầm tới 2-3 giờ anh em mình về, nếu mà phải khỏe thì đi lâu thêm chút xíu. Hy vọng là clip sẽ ngon lành cho anh Châu nha anh em ơi. Ok anh Châu đón xem clip nha anh Châu ơi. Vô anh em ơi, đi anh ơi. Ủa máy quay lên rồi, lên rồi, máy đang mở hay gì á. Máy đang mở các bạn, lại tôi quay tôi chưa tắt các bạn. Máy nó đang mở. Trời ơi, ra đánh viên đầu tiên tú luôn. Trời ơi, máy đầu quỳ. Rồi xong rồi, xong rồi. Cú này mà. Trời về không nổi ơi. Trời ơi, quay về đi, còn được á. Còn kịp á, sát lên nhà. Trời ơi, sao bà không gan mà canh cho hụt đi. Càng đi càng chết. Về. Rồi đi tiếp đi mày. Từ giờ có ai nhà anh ta? Hả? Có ai nhà không? Để kêu anh, có ai không? Trời ơi, chiếc. Trời ơi, cho nó chú ơi. Chú ơi. Cái cửa mở kìa. Chú. Không ai lên tiếng nữa. Không ai lên tiếng chưa. Chú ơi. Không ai chưa. À. Chết nha. Đi ra đi. Ôi, nó bự ba ơi ba. Nó bự. Nó gãy cánh nó vô cổ luôn rồi. Dạ. Bò đứng vậy ba nhìn đâu à? Tôi đang nhìn bên đây vừa hết cái đường lông, tôi vừa quay qua ba vừa khều luôn á. Còn đây con nè. À, còn em ơi, tiếp nha. Đậu cái đậu. Chết. Đâu đây con đó nè. Hả? Để bên đây đâu đây con đó nè. Mà nó đậu ở đây nè. Ừ. Ê, xuống đây. Ui. Ừ. Nó đậu trên bờ khô luôn đó ba. Chiếc xe kia chạy ngang nó bay lên. Ừ. Trời đất ơi. Trời ơi. Đâu bên đây con bay lên đó nè. Ở đâu? Bên lên ở phải hả? Ừ. Chứ vừa bắn con này xong rồi tôi thấy một con bay lên nữa. Thấy con thôi cũng không được không? Được. Trời ơi. Nó đứng ở đâu trên bờ khô vậy nè. Còn chiếc xe ở trước của mình nó chạy ngược lại nó bay lên. Ủa, rồi nó bay lên đứng đó nó ngơ ngơ luôn rồi ba. Đó biết kêu gì luôn, nó trò cho này không phải dưới nước ba ơi. Đi tiếp này ơi. Đừng cục thịt nữa.
chết. Khùng, chết không chết? Khùng, bà lơn. Ôi trời, nó bay lên lự chứ không nổi. Có cái đậu không vậy? Trời ơi. Nó bay lên đậu xuống đứng im gu luôn mà. Một bầy luôn, nhóc luôn. Chứ trong lỏng mà nó không xuống nó đọt làm gì. Chích quê luôn rồi. Còn bự luôn, nổi đi ô dục chứ nghe phịch phịch luôn trời. Trời ơi đất ơi, tự nhiên bay lên đi luôn đi, xuống nó đậu lại. Đi tiếp nha nè. Chocolate. Gớt rồi kìa, kìa gớt luôn kìa. Gớt rồi kìa. Thiệt hả? Thiệt mà. Đi đường trước kìa. Ây da. Thấy chỗ không? Con gì vậy? Cái gì? Con gì chui quần vậy? Tôi chừng mấy cái bông nhỏ nhỏ á. Cái bông nhỏ nhỏ này dính như ké đầu ngựa. Đó. Gớt xuống luôn rồi. Ê, tính ra có đường vô luôn á bà. Hả? Tính ra có đường vô luôn á. Ủa? Tôi nói nó chết kìa mà. Sao tôi nghe tiếng giống hụt rồi mà. Hụt đâu? Đẩy con bóp cái tôi thấy nó con xin trúng nè. Con cò nó rơi. Nè. Nghe nách luôn nè. Con cò nó ở trong đó khó lụm lắm. Xuyên nghe nách luôn lên đó cái nó sượng xuống đậu từ vừa. Cái túi bự lên luôn á. Sao không nặng lắm nè. Đậu từ vừa thấy nó tuột thẹt xì xẹt xuống rồi sao. Con cò nó đậu ở trong đó khó lụm lắm. Vô tình luôn. Cũng thấy có kèo này kia chứ không lấy cái túi hoài. Dạ. Ba toàn ba đợi chỉ cò cho ba bắn không à, ba heo chỉ không nè. Ủa dắt ba heo làm gì? Chạy xe. Trời ơi, chạy xe chứ nhìn cò là nhiệm vụ của ba mà mới nói gì vậy? Tôi nhìn cò tôi lọt đìa sao? Dạ sao? À, đi tiếp nè. Gần không được. Nó đứng ở cái trụ chim ăn nghe. Không vô chịu trụ chim ăn chắc cú. Ê Nhã ơi, Nhã. Cái con não chậm này nè Cảnh ơi.
Dạ ơi. Cái con nào chậm ra kìa. Cái con cò kìa không lo. Con chó kìa con. Kệ đi. Tỉ nó lên đường đi. Tôi có thế với tôi hết rồi, ba cứ gấp gấp nôn nôn làm gì? Tôi nghĩ ba bắn cái lỗ này chứ. Cái lỗ nó không có được. Tôi chó nó chậm nó chạy ra nó chí tôi kìa. Tôi nghĩ á mà. Ủa tôi quay xe. Tôi quay xe tôi nhìn tôi không có thấy nó. Tôi chạy lại khúc lộ nó chấm nó sủa tôi này. Nó tới đâu sắc quên rồi. Nó không có dám ra liền, nó đợi mình đi qua xa nó mới dám ra. Ô trời này cánh bên đây xiên qua cánh bên kia gãy luôn mà nó chạy nó bường. À, đi tiếp nha anh em. Chó nào chậm. Bởi vậy chỉ biết sao bắn. Trời ơi. Chết. Hả? Chết. Không? Chết, chết rồi. Chết hai con luôn cơ. Một con mà má ơi. Con kia nó bay nó nghe một cái bóp một cái tới hồn vía lên mây bay mất tiêu rồi. Đâu đó. Nghĩ sao con này nổ cái bóp với con kia nó hồn vía lên mây nó bay không thôi gì kìa. Nó bay không thôi gì kìa, ở đó mà bắn được hai con à. Cái tiếng thục này nó nổ ghê ba, cái lực tung vô á. Thua à. Nó nổ lớn u sớp nữa tại, nổ ta. U sớp mới là vô địch. Tiếp anh em ơi. Nhã ơi, nhã. Gì cha? Mất tiêu rồi. Ê, đây nè, đâu ra đây nè. Gì lâu dữ cha. Ôi ố là trời ơi. Ngọt đó mà ngọt. Gậy cánh mới ác chứ. Tôi tính quẹo đi mua nước con. Tôi đứng tôi nhìn tôi đại ba mà tôi thấy ba đâu hết thì con cò mất tiêu luôn. Tôi đang dòng xe lại, tôi tới cửa tiệm tạp hóa rồi tôi dòng xe lại. Ba là đi theo tôi ba lo ăn uống thì trời trời tức cái trời. Ba ở đâu chở cho những người mập đi. À, còn em ơi. Có nước cho ba uống với cho ai? Chứ mệt thiệt chứ. Trời ơi cái chân nó vàng khẹn. Cái chân của nó giống cam luôn rồi vàng vậy đó. Cái chân của nó nè. Nãy đằng đây có một con nè mà ba quận nó bay. Chứ giờ vậy rồi sao? Ba chịu rồi. Cửa rồi. Rồi đi tiếp anh em ơi. Bên kia luôn rồi. Đủ. Bán thấy bay nữa. Thấy đâu, tôi nhìn Dũng không kia kia bên kia. Bên kia đứng đâu đứng với Dũng. Rồi tôi kiếm Dũng. Chết.
Đâu nào? Có người ở trong. Bên đây có người qua không? Đây nè. Lô lô Ashilomoto còn bài sạc sạc luôn mà không nhìn luôn. Chị đang nhìn bờ dừa bên đây mà. Nó bay sọt sạc vậy mà không đứng nhất chứ. Gãy cúp ngay cú cúp rồi. Nó nhảy qua đó cái nó đứng lại. Về bơi đủ rồi bơi một gỗ rồi bơi. Mấy con gì đâu về ba. Đi nhìn nè. Cỏ bay tùm lum hết trơn. 33 nghĩ sao về mà nó mang đậu chạy rồi chết luôn rồi ba. Rồi xong rồi. Rồi sao cũng đất đứng đó. Kêu này kêu nó dân vậy mà nó chạy vô trong nó mới chết á. Nó kêu giống con gì ba? Tôi kêu giống mà kêu gì kỳ quá, nó lạc đi đâu gì kỳ. Con gán kêu giống lắm mà sao nó không giống. Đi nè ba. Chết nhà ơi. Chết chết gãy cánh thấy mẹ rồi. Đang nhìn. Gãy cánh mẹ chứ. Ừ, đang nhìn. Ui đâu rồi, hết thấy rồi. Coi coi cái đường nào đi đi đó. Dạ nó mới tới đó nó quẹo đó mà con không thấy nó nữa. Đi thẳng luôn rồi, chắc đi thẳng luôn rồi á. Bể đầu rồi sao nó? Con bắn gãy cánh, con bắn gãy cánh trước rồi nó qua nó bồi à, thêm á. Thì luôn à? Dạ nó qua nó bắn thêm bể đầu rồi. Dạ để nó chạy gần cũng được à. Nè, đấy, đấy, cầm đi ra luôn đi. Cầm đi ra luôn đi. Ôi canh ơi. Vậy. Con này nó chiếu là chiếu à. Thì nó nhìn nó nhỏ mà đâu bự đâu. Mệt quá. Coi kịp. À, cái đường này nó gặm dữ lắm mọi người. Nó chạy hết nổi rồi. Thôi nó nhỏ ơi, nó bự nó chạy mất tiêu rồi. Ôi, nắng quá anh em mà kinh khủng khiếp luôn á. Đây này sát khí cũng bộn bộn rồi trời. Ê sáng quên gắn cái logo đồng lên vô đi. Để cái logo nóc đi luôn rồi. Để nhầm đi. Nhớ nhắc ấy, nhớ nhắc để cái logo ấy vô cho anh nha. Anh Châu thấy gì chưa anh Châu ơi? Châu thấy gì chưa? Đó. À, đầy gỗ rồi. Dày mà đầy gì à, đi đi mày. Sao vô ta? Hả? Sao vô? Tôi có cái lỗ chó à. Đó hả? Đó. Hả? Đứng lú lú cái đầu lên bể cái đầu rồi.
Ê, bữa nay được hai con cò đỏ, hai con cò lép luôn á cha. Ừ. Ghê thiệt chứ. Nay mình được hơn chục con cò rồi đó. Còn à, cò ngàn viên con bay. Nay cò quá cò. Đi nè mày. Sao nó chung dưới rồi nè. Bình tĩnh quá trời, bình tĩnh rồi. Hay lắm rồi. Một cái một. Trời ơi, sáng giờ được ba con cu rồi hay gì hết mà. Phải đưa chứ. Quá dữ. Ngon lắm rồi. Suốt ngày mà ba đưa bắt ba con cu thì thật sự ba chết. Cu này à. Tôi có bắn, tôi không thích bắn nó. Để đây bạn. Mẹ quất. Ê nhìn giá ơi, đuổi đâu rồi nhá, nó bườn vô trong rồi nè. Nè nè nè, tụi ba xuống đi, tao chết rồi kìa. Đâu rồi nè, nó nằm nè. Mấy con khác hay gì đó. Đâu? Mấy con gì chạy còn qua đây nè. Hai con lận. Xanh đứng cái bỏ đi. Từ từ, con nó chạy tới đâu rồi? Chạy đây nè, đây nè. Gì? Nó tới mới tới đây hả? Trong nó chết một con rồi. Thấy con chết chưa? Yeah. Nằm đống đó. Nước hả? Ừ. Không thấy con chạy lòng vòng đây nè. Mất tiêu à. Kìa con chết quê nằm dưới kìa. Chỗ ba tới thấy không? Hả? Chỗ ba xuống thấy không? Nằm dưới nước à. Thấy không nè. Hả? Nè nằm chỗ này nè. 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 Đây để tôi khiểu luôn ơi. Ấy da, ấy da. Ui da da. Ông quýnh tôi rồi. Ông hả? Ôi. Ông lá. Quýnh tôi rồi. Ờ thấy quá rồi. Ê, trời. Nhóc luôn kìa. Đâu? Cái gì vậy ba? Nó. Nó dướng cái gì vậy ba? Dài chân nó cam mà. Rồi bước ra đây cây ngắn thiều gió lẹ ông nội ơi. Thịt chứ. Bự ơi chân nó cam luôn rồi. Vậy mà sao ông nó không quýnh bà ta? Sao nó quýnh tôi? Gọi xuyên chù vô luôn. Trời ơi. Một cái đi xuống dưới luôn á. Ủa nó nặng. Ừ quất nó quằn cái mũi trời không cố nổi. Có con chạy sầu sầu đáng là mất tiêu. Trời ơi bắn lớp B luôn rồi. Lớp B luôn rồi. Thì luôn rồi. Thì cứt luôn rồi. Thì cứt luôn rồi. Xong. Bự. Hai con nãy đứng đây nè. Con chạy vào gọt để tới đằng đó tôi chui vô mà sao nó mất tiêu vậy? Đuổi nó. Đi tiếp anh em ơi. Thấy không? Đấy, thấy chưa? Đấy. Này là mấy đi đây nè, đi vào đây nè. Nhảy vô núp vô nhà. Con nào bự? Con bên trái bự, con bên phải bự. Rồi con kia rồi. Ấy trời ơi cò. Về là anh em mình mệt nó chịu hết nổi rồi.
nhìn nè. Rồi, hai anh em mình về tới rồi anh em ơi. À, giờ chắc 3 giờ mấy kìa. 3 giờ mấy mà sao tự nhiên chiều nay nó âm u với người ta. Hồi trưa thì nó nắng, nắng cho cố vô vợ âm u. Để anh Châu ơi, trả hàng nha anh Châu ơi. Cây F2 chặt 7 của anh nè. Đầu 19, 12 ly lượng 10. Đấy, cái này mình gia công theo yêu cầu cho khách nè anh em nha. Anh em nào có nhu cầu làm hay là thiết kế một cái ná riêng thì liên hệ nhã số Zalo trên đây anh em nhé. Mình sẽ thiết kế cho anh em. Còn Khanh đang gom chiến lợi phẩm. Được như con Khanh? Mày biết chưa điếm nè. Tôi gom nãy giờ chưa điếm nữa. Để coi nhiều nha anh em. Đúng chứ luôn vậy. Nó bị bể gì ba? Rồi, những anh em nào mà nhắn tin hay là nhắn tin cho lúc mình đi săn á, mấy anh em thông cảm nha, mình trả lời chậm nha. Mình đi săn về mình mới trả lời được. Hoặc là những anh em nào mà đặt hàng thì cứ đặt trực tiếp vào cái Zalo đó, anh em cứ gửi cái tin nhắn qua đó. Ừ, Nhã ơi lấy gì đó chốt đơn. Thì bây giờ nè mình sẽ về mình săn xong rồi mình sẽ xem tin nhắn và mình đóng hàng cho anh em thẳng luôn ha. Tám cò. Tám cò hả? 11 con rồi con ơi. Ủa còn con cò lép đâu? Nè, nó mất rồi chứ. Hàng hiếm, hàng 12 hiếm. Con cò ơi. Hàng khủng rồi, nó mất hàng khủng rồi chứ. 12 con cò anh em ơi. Một con quốc, một con cu đất, 4 con cu dằn. Mớm này, mớm dữ lắm, mớm rồi. Vậy là mớm. Đó, clip vậy đó là mớm rồi nè. Phê quá anh em ơi, trời nắng đi mệt quá, thật sự là rất là mệt luôn á. Được nhiêu đây là quá quý rồi. Rồi có con cò đầu tiên mình bắn nó bự khi ghê ha. Ừ. Rồi xem quá trời con cò. Tự nhiên cái giờ mắt gửi anh em, hồi nãy mình đi nắng muốn chết luôn. Thôi hẹn anh em ở clip sau nha anh em nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye.